xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau 5 năm ở chiến trường ca, được nguyên vẹn trở về Hà Nội, hít thở bầu không khí quen thuộc của gia đình, ngủ trên chiếc giường quen thuộc. Nhưng người lính ấy vẫn lạc vào giấc mơ về đồng đội. Có biết bao điều để nhớ, bao ân tình không thể quên đối với ân nhân từng cứu sống mình đó là Ngô Thanh Chè, người lính quê xa Huỳnh Quảng Ngãi, tính tình giản dị mộc mạc như tên gọi, đã cứu anh thoát khỏi trận giáp lá cà với địch. Đó là anh Đức, y tá đại đội 6, tiểu đoàn 8, trung đoàn 29, đã dốc những giọt nước hiếm hoi cứu sống anh khi anh đã lả đi vì khát. Đó là anh Đôi Nguyễn Văn Của, người bình định, cứu anh thoát khỏi chết đuối vì mộng du. Người lính trở lại đời thường, mỗi người mỗi số phận nhưng trong chiến tranh giữa nơi bom đạn họ bình tĩnh lạc quan và yêu thương nhau hết lòng chi tiết anh đuôi nguyễn văn của đi lính ba năm mới được ngoáy tai là một chi tiết đậm chất lính không ở chiến trường làm sao thấu hiểu được cảm giác hạnh phúc thảnh thơi ấy bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp những trang cuối cùng của cuốn hồi ký mùa trinh chiến ấy của nhà văn nhà biên kịch đoàn tuấn từ xa thấy một khoảng sáng phía trước hiện xa tôi đến gần thấy một bờ cát trải dài trên bờ có một cái màn cũ bẩn thỉu cạnh đó là những vầy cá to như ngón chân cái tôi đoán chắc là bọn địch đã kéo cá ở đây vì vầy cá đã khô cạnh đó là một nồi cơm mới nấu có ít cơm trắng vãi ra hai người đang ăn và đặc biệt dưới suối một dòng nước đục ngầu không nói không rằng tôi lao xuống vụt đầu vào dòng nước như bò tôi uống say sưa dòng nước thấm vào người ngọt tràn trề uống một hơi lại vụt đầu uống tiếp chưa đã nhìn nước vẫn thèm tôi bỏ mũ cối múc đầy một mũ đưa lên uống nước mang cho tôi sinh lực tuổi trẻ uống xong căng bụng tôi lên bờ nằm thằng cẳng chân tay giang rộng nhìn bầu trời ngùn ngụt, ngụt nắng cao xanh vời vợi như không còn cảm giác lo sợ thế là mình đã thoát chết đã thật sự sống rồi sau này anh ngân bảo khi tìm được nước tao ra lệnh cho mấy thằng lính bộ binh mang nước lại cho mày nhưng không thằng nào chịu đi tao mới điên lên chĩa súng vào chúng nó muốn bắn cho một phát ấy. Tôi hiểu Anh em đã dã rời Ai còn sức đâu mà đi Hơn nữa Bị địch phục thì sao Nhưng tại sao anh Đức lại tìm tôi Thực ra tôi chỉ là thằng lính thông tin Quân số thuộc tiểu đoàn bộ Tôi đi phối thuộc với C6 Từ sau chiến dịch giải phóng Campuchia Mới được hơn 2 tháng Khi được anh Đức cứu Tôi chưa nghĩ được những điều sâu xa bởi khi nhận lại máy hai watt, chúng tôi hành quân về Tramstre. Vừa về tới nơi thì tôi lại nhận nhiệm vụ đi c 5 hành quân lên chốt ở Phum Cầm Pra, một phum sát biên giới Campuchia Thái Lan. Chẳng kịp chia tay đồng đội C6 và anh Đức, mãi sau tôi cứ nghĩ tại sao anh Đức dám một mình cắt rừng đi đêm để tìm tôi. Hay bởi anh là y tá có trái tim nhân hậu hơn người. Dạo đó, phải công nhận, anh Đức to khỏe, người thấp đậm khá mập. Chẳng hiểu sao, tôi thì cứ gầy trơ xương, còn anh Đức lại cứ béo mập, người đỏ ao. Đến nỗi, anh Trường cứ thỉnh thoảng lại đánh Đức ra mà cấu xé một cách âu yếm. Anh Trường thường đùa rằng, Này Đức, có thể Tao đã ngủ với chị Mi rồi. Dạo 72, tao đóng quân ở Tiên Phước. Lúc đó chị Mi là du kích địa phương có phải không? Cái câu chuyện ngủ ngáy cứ thế lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Anh Trường đã có vợ. Xa quê hương nhớ vợ hiền. Anh Trường ghi một câu nổi bật trên mũ cối. Còn anh Đức kệ cho anh Trường đùa không hề cáu giận. Anh Đức là lính 76, đánh nhau rất gan dạ. Lính tráng bị thương kêu gào ầm ĩ. Giữa những làn đạn của cả hai bên, anh Đức bỏ đến băng bó động viên vài câu. Thương bình thế là cứ nằm im điên thít. Qua trận mình đánh vận động tập kích. Lính ta xông lên vướng bìn, anh em chỉ kịp kéo thương binh về. Không biết một chân bay đầu mất đại trưởng ra lệnh cho anh Đức phải tìm bằng được cái chân về lắp vào cho tử sĩ để khỏi mang tiếng chết không toàn thây. Trong khi ta với địch cách nhau không đầy trăm mét, phải chờ lúc đêm xuống, anh Đức mới bỏ đi tìm. Sợ địch bắn, quân ta phải nổ súng trước. Bình sứt thì ghi đại liên bắn yểm trợ. Dưới làn đạn bay sát đầu, anh Đức bò khắp trận địa. Cuối cùng, cũng lôi được cái chân về. Đợt đi phối thuộc với C7 ở Phung Cầu sắt, tôi cũng một lần suýt chết trong cơn mê sảng. Tên Phung này khó gọi vì có cái cầu sắt chạy qua, nên lính tráng gọi luôn là Phung Cầu sắt cho tiện. Chúng tôi đóng quân trên ngọn đồi nằm cách cầu sắt khoảng hơn trăm mét. Cạnh quả đồi là một cái hồ cũng sâu phải đến hơn trăm mét. Bằng chứng là tôi đứng trên cắm cây xào dài ngay sát bờ, cây xào chim nghỉm mà vẫn chưa chạm đến đáy. Nhiều tin lính chết đuối từ các đơn vị khác dội về. Riêng trung đoàn tôi năm nào cũng phải có vài người. Trong lúc hành quân tự mình phải cứu mình chứ chẳng ai cứu được mình. Ý thức vậy nên tôi phải rèn luyện bơi cho tốt. Chiều nào tôi cũng xuống hồ bơi. Phía xa có cây gỗ lớn nổi lên, cứ nhằm cái đích đó mà bơi đến, rồi đứng trên đó nhảy xuống lại bơi về phía này. Vài vòng như vậy, mỗi mình bơi, chắc anh em trong đơn vị ai cũng bơi giỏi cả nên chẳng thấy ai ra hồ tắm. Bên kia hồ có một rừng tre, tôi thường mang theo bao tải và con dao. Bơi ra chặt đầy tải măng mang về cho anh nuôi Nguyễn Văn Của cải thiện. Một đêm đang ngủ trên đỉnh đồi, tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu. Không biết là tiếng băng tác hay tiếng người gọi. Định thần lại thì nhận ra, đó là tiếng người vọng lại từ rất xa. Tôi nhìn thấy ở dưới hồ có hai đứa trẻ đang bị đuối nước chấp chới giữa hồ. Hai chị em à. Đứa chị chừng 9 tuổi, đứa em chừng 6-7 tuổi. Chúng kêu gào khóc lóc đưa tay lên vẫy xung quanh mặt nước đen ngòm sóng vỗ mạnh tôi vội vùng dậy chạy một mạch từ ngôi nhà trên đỉnh đồi xuống chạy nhanh hết sức nhất định phải cứu được hai chị em nhanh lên không thì chúng nó chết mất vừa chạy đến chân đồi thì tôi thấy anh nuôi nguyễn văn của người bình định đang bê giá gạo đi vo cạnh đó bếp lửa đang cháy của hỏi tôi đồng hương đồng hương chạy đi đâu thế cứu người có hai chị em đang chết đuối ở ngoài hồ kia kìa tôi vội nói theo ngoài hồ nào bây giờ mới bốn giờ sáng làm gì có ai ở ngoài đó anh của nói vậy thật mà có người chết đuối tôi gạt của sang bên nhưng anh đã kịp tóm tôi lại đẩy xuống bao tải măng dùng hai bàn tay ướt xoa vào mặt tôi lúc đó tôi mới bừng tỉnh nhìn ra xung quanh thấy trời tối đen như mực chỉ có ánh sáng của bếp lửa mới nhóm tôi biết mình vừa tỉnh cơn mơ nếu không gặp của lúc bấy giờ có lẽ tôi đã lao ra nhảy thẳng xuống hồ và chết đuối chết trong lúc mộng du mà chết kiểu này không biết có đau đớn không cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn không làm được gì máy móc giao hết cho thành tôi cũng không dám ra ngoài không dám nhìn xuống hồ buổi chiều chở nhân đi tuần về tôi rủ nhân ghé ông rằng người hoa chơi nhà ông ở bên hồ có vườn trái cây rất đẹp ông hay mời chúng tôi thuốc dê cuốn một điếu rít một hơi dài tôi hỏi ông chuyện ở hồ đã từng có ai chết đuối chưa thì ông kể, khoảng 7 8 năm trước có hai chị em ở nhà bên kia đường ra hồ bơi bị chết đuối. Lúc ấy cơn mưa to lại có gió lớn, hồ dậy sóng nên không ai cứu được. Cái nhà ấy sau này chuyển đi đâu không rõ. Tôi nghe chuyện mà bàng hoàng kinh hãi. Phải chăng linh hồn hai chị em vẫn ở dưới hồ? Ở Campuchia không có phong tục bắt cầu cho người chết đuối lên. Chiều nào tôi cũng ra bơi nên chắc hai chị em biết, họ đã hóa thành ma làm muốn bắt tôi xuống thay để họ lên bờ. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng từ hôm đó tôi không bao giờ dám xuống hồ tập bơi nữa. Ôi, anh chàng Nguyễn Văn của người đồng đội thân yêu của tôi chính là anh đã cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong cơn mộng du vô thức chắc chính anh cũng không biết điều này ở chiến trường mỗi ngày có bao nhiêu chuyện chất chồng lên nhau chất chồng lên trí nhớ người lính anh chẳng nhắc lại bao giờ tôi cũng vậy nói ra thiên hạ lại cho mình là người mê tín nhưng mà tôi luôn nhớ tới anh nếu buổi sáng hôm đó tôi không gặp anh chắc đời tôi đã nằm dưới đáy hồ rồi tôi nhớ anh người lính như cột nhà cháy đen bóng dáng người gầy nhưng khỏe khoắn vững chắc của có vầng trán rộng cặp mắt luôn tươi trong và hàm răng sáng bóng chiếc mũi cao khiến gương mặt anh trông thật là nhẹ nhõm tính anh cẩn thận nên ông nghị ông Trương mới cho anh làm anh nuôi Tôi nhớ một buổi trưa dưới chân đồi Anh bẻ được một nhành tre ngồi ngoái tai Từng cục giấy tai rơi ra Vừa ngoái anh vừa khoan khoái than Con bà nó từ ngày vô lính Bây giờ mới được ngoái tai Anh đi lính 76 giờ đã là 79 3 năm mới ngoái tai một lần cũng thật sướng có phải không anh? Một buổi sáng, vừa đứng trước cửa nhìn đường phố thì Vinh gạo lên chơi. Nó tuét miệng cười, chân đi ngúng nguẩy. Từ nay đi đường không sợ vấp mìn nữa nha. Nó đi chiếc xe đạp hiệu Diamant, chắc là của ông anh mang từ Đức về cho. Lên đây tao đèo. Đi đâu? Lên chẳng tiền ăn kem chứ còn đi đâu. Uh kem thì ra cái quái gì? Thế mày thích gì? Cái gì mà hơi nặng đô một tí chứ? Được thôi, lên đây. Tôi ngồi lên xe, vinh phóng đi. Đến ngã tư, phanh không kịp, suýt va vào xe tải. Hai thằng ngã ra đường, tôi thì chỉ sợ đồng hồ xây xước, nhìn vào. Ôi, Vinh ơi, sao kim đồng hồ lại rơi ra thế này? Kim phút này. À, mày mua phải cái đồng hồ rởm rồi thế có chỗ nào chữa không thiếu gì trên phố đầy thế đi chữa luôn giờ nhé bỗng nghe tuýt một cái một anh công an bước đến này hai ông tẩm nhà của hai ông đây sao có chuyện gì không ạ vinh hỏi hai ông đứng giữa đường mà nói chuyện thế không sợ xe đâm à anh công an nghiêm giọng Thôi chết rồi, mình quên mất. Mới ra Hà Nội có vài năm, giờ bọn mình đã lạc hậu rồi. Tuy về nhà, nhưng những người lính chiến như chúng tôi, tình sâu nghĩa nặng vẫn viết thư gửi sang chiến trường ca, nơi đồng đội vẫn đêm ngày vất vả hy sinh. Tôi được ngủ dưới mái nhà bình yên của mình, nhờ có bao đồng đội tôi đang căng mình hứng đạn từ xa cho tôi những lá thư gửi về địa chỉ các hòm thư 5A2105, 5A2106, 5A2107, 5A2108, 5A2109, vân vân Là tên a điện của các đại đội a 5 a 7 8 và D-Bộ-D-8. Dê dê Tôi a chúng như thuộc ngày sinh tháng đẻ của mình. Lên Bình Quốc cũng vậy. Anh viết rất nhiều thư cho trung đội cũ. Những người ngày đêm còn ngủ trong hầm, còn ăn cơm vắt, mơ ngụm cà phê, mơ nồi cơm bốc hơi nghi ngút dưới mái tranh nghèo. Tôi cũng thường nhận được thư của các đồng đội cũ. Những lá thư thân thương như máu thịt của mình. Tôi giữ lá thư của Nguyễn Thủy, người Quế Sơn, Quảng Nam. Thủy bây giờ đã giữ chức đại phó quân sự đại đội năm. Tôi nhớ trà thành tự, anh người gốc trăm, cặp mắt mở to, tóc đen nhánh, thông minh, dũng cảm. Anh Sáo trước ở D7, bây giờ về làm tiểu đoàn trưởng, D8. Hình như quê anh ở Phú Thọ. Còn Huỳnh Dũng và Huyến, Dũng tôi chỉ biết tên, không biết mặt, và những người hy sinh nữa. Tôi thậm chí không biết tên các anh. Nhưng chính nhờ có các anh, những người tôi biết và không biết thế chỗ cho tôi, nên tôi mới được về. Ơn này thầm lặng ghi mãi trong lòng. Tôi nhớ mãi câu nói của Nguyễn Thủy khi nhảy xuống đập vớt xác sáu anh em bị ngâm trong nước đã ba ngày. Thằng nào không ngửi thêm mùi hôi ấy, mới là đồng đội. Câu này chẳng sử sách nào ghi chẳng bài báo nào viết nó được phát ra từ lương tâm người lính từ tình đồng đội từ những trải nghiệm của máu xương chẳng ngôn từ nào đánh giá được bình bách khoa bảo tôi này đời lính mình trải qua mỗi mấy năm mà sao nhớ lâu đến thế trong khi bình có bao nhiêu bạn khác nào là bạn phổ thông nào là bạn cơ quan đồng nghiệp này nọ nhưng mình thấy gắn bó sâu sắc nhất với đời lính dù nhiều lúc cũng có trận cãi cọ chẳng ra sao cường phở tưởng phổi bò nhưng đã nói một câu bất hủ anh em mình có chung một tấm thẻ căn cước đó là đời lính còn tôi xin nói một cách văn hoa đó là tài sản vô giá của mỗi chúng tôi của chung những người đồng đội của các tiểu đoàn thuộc E29 F307 thân yêu chinh chiến ấy của người lính tình nguyện Đoàn Minh Tuấn. Nguyên chiến sĩ tiểu đoàn 8, trung đoàn 29, sư đoàn 307 tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ năm 1978 đến năm 1983. Cuộc trò chuyện sau giữa biên tập viên Anh Thư với nhà văn Đoàn Tuấn chia sẻ thêm những thông tin về quá trình viết cuốn sách này. Thưa nhà biên kịch Đoàn Tuấn ạ, mùa trinh chiến ấy là một tập hồi ký đầy đặn không chỉ ở số trang mà ngồn ngộ những chi tiết, những chi tiết vừa đời thường, những cái chi tiết vừa riêng biệt mà vừa sắc sảo. Nhưng tôi nghĩ rằng vẫn còn những điều anh chưa thể nói hết. Đúng rồi, tôi cũng thấy là mình chưa kể hết được. Tại vì mấy góc nhìn của mình thôi, trong đơn vị mình cũng có nhiều góc nhìn khác nữa, nhiều câu chuyện của nhiều người lính khác nữa. Tôi phải viết đến tập 2, tập 3 cũng không hết được chuyện. Tại vì nó có quá ngôn ngộn cuộc sống ở đó. Chúng tôi thì trải đơn vị ra hàng trăm cây số vuông. Nhiều mặt trận lắm. Mang tiếng là đại đội này, đại đội nọ, cách nhau cũng hàng chục cây số. Tôi là người đi nhiều. đến phối thuộc có nhiều đơn vị. Nhưng mà còn có nhiều câu chuyện khác nữa. Ở đơn vị tôi có đến bốn trung đoàn. Mỗi trung đoàn ít ra hai nghìn người. Một trung đoàn phối thuộc nữa là mười nghìn quân. Mười nghìn quân trải ra khắp mặt trận đó. Thì mỗi người có bao nhiêu câu chuyện trong thời gian đó tôi rất muốn là lúc nào mình nghỉ hưu mình đi khắp nơi mình thu nhặt những câu chuyện của đồng đội kể lại và mình viết tiếp câu chuyện này cái tên mùa trinh chiến ấy giống như là bài hát của ông hoàng dương đấy mùa trinh chiến ấy chim đã xa bầy mịt mù chân trời bay nó cảm thấy nó rất xa mà cũng rất gần nó vừa lãng mạn lại vừa bi tráng rất hiện thực thì cái tên thứ này là là một buổi sáng. Chúng tôi nghe lại cái bài hát hướng về Hà Nội và chúng tôi nhớ cái này. Nhân đây thì cũng muốn hỏi anh một chút ạ. Có người cho rằng là hồi ký là phải là sự thật. Có người nói rằng là hồi ký nó là sự thật qua cái điểm nhìn của tác giả. Có người nói rằng là hồi ký thể hiện một diễn ngôn của người viết. Tôi muốn hỏi anh về độ trung thực của người viết qua cái tập hồi ký này. Trung thực với chính bản thân mình là khó nhất. Thứ hai trung thực với đồng đội mình lời họ đọc họ kiểm chứng. Thứ ba là trung thực với cái sự thật mình phản ánh. Nhưng mà thế này này, tại vì mình viết xong ấy thì bạn bè lên Facebook họ đọc, rất nhiều người kiểm chứng và họ chứng kiến cái việc này. Thứ hai là gì? Cái sự thật này ấy mình phải là khúc xạ lên để mình phải nâng lên cái vẻ đẹp, vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp của câu chuyện. Thì đôi khi có những câu chuyện mà người bình thường không thấy vẻ đẹp, mình rằng nhà văn mình phải là làm khúc xạ lên cái vẻ đẹp đó để người trong cuộc cảm nhận được vẻ đẹp này và người đọc cũng cảm nhận vẻ đẹp này chẳng hạn như là một cái anh lũy ở trong chiến tranh ấy, anh bị vấp mìn và cái bàn chân nát thế này ai cũng nhìn thấy bàn chân nát đẫm máu Nhưng mà tôi nhìn lại thì tôi đấy là à trên này còn vài cánh hoa nữa nếu không có chiến tranh ấy thì người lính trẻ này có thể ngắt bông hoa này tiến tặng người yêu rồi nhưng mà chiến tranh nó cướp đi của anh và trên cái đẫm máu này có cánh hoa trong cái bi thương này vẫn ánh lên một cái vẻ đẹp nào đó của sự hy sinh và người ta cũng cảm nhận cái vẻ đẹp này là có thật chứ tôi không nói quá đi thì cái thể loại hồi ký nó có sức mạnh riêng của nó sự trung thực đó là vẻ đẹp như nam châm hút độc giả như mặt sắt hút vào đây thì đấy là cái mà tôi có phấn đấu đến cùng thế thì à, có những cái trường đoạn nào mà anh còn e ngại về mặt kiểm duyệt về mặt xuất bản và e ngại nhiều thứ khác mà anh vẫn còn chưa viết hết ở trong cuốn hồi ký này không ạ có chứ trong cái hồi ký này cũng có nhiều đoạn mình rất muốn viết tiếp chẳng hạn như cái đoạn mà chúng tôi đi báo tử cho một người lính ở nha trang ấy, mà cái anh này thì vào đơn vị anh phạm kỷ luật và anh bị xử bắn tại chiến trường khi chúng tôi đi báo tử ấy, thì gia đình đuổi chúng tôi đi nhưng mà cái sự thật này mình không né tránh và mình phải viết ra và cũng còn một cái số sự thật khác nữa chẳng hạn một số người đảo ngũ sang thái lan trong đó có những người đơn vị tôi và những người lính như bọn chúng tôi ở lại bị mang tiếng rất nhiều nhưng mình phải chịu đựng nhưng mà mình biết là trong cái chịu đựng này mình phải phấn đấu phải vươn lên cái đoạn này chúng tôi viết rất kỹ đấy nhưng mà có thể là biên tập viên họ chưa cảm nhận được họ cắt đi hoặc là những câu chuyện như là bộ đội việt nam có con với lại những cô gái ở campuchia ấy bây giờ họ vẫn trở lại thăm đứa con của họ đăng ảnh lên rồi đấy trên facebook ấy rất là tưng bừng nhưng mà trong tiểu thuyết mình chưa kể được tôi cũng nghĩ là, là con người như thế nó cũng đều có tình cảm yêu ghét như nhau cả thôi và cái chuyện người việt nam trong đó dân công chia rất mến bởi vì họ ăn nói ngon lành này tan gái giỏi này với lại là tử tế này trắng trẻo đẹp trai này nhiều các phụ nữ công chia bị quyến rũ phụ nữ quá chồng nhiều lắm thì tôi nghĩ đấy là cái chuyện con người rất tự nhiên nhưng mà chúng tôi chưa được đề cập đến tôi hy vọng là sau này mình được phép nói ở phần cuối của cuốn hồi ký này thì ạ có những trang anh viết về những người ân nhân của mình và hẳn rằng anh sẽ còn viết tiếp về những người đồng đội của mình chứ ạ. Ân nhân của tôi nhiều lắm. Mình sống được không? hôm nay trở về là rất nhiều ân nhân, hy sinh thay mình, có những người đã cứu mình, cứu mình lúc đuối nước, cứu mình lúc khát nước và cứu mình lúc bị bao vây. Mình muốn viết được ấy, mình phải mang ơn, mang ơn đồng đội, mang ơn những người vì mình, phải mang ơn nhân dân. Thứ hai ấy, là mình phải sống tử tế với quá khứ, với hiện tại. Đấy cái nghề văn nó rất đặc biệt là như vậy. Mình sống xạo quá không được, mình nói dối quá không được, vô ơn quá không được, tất cả những cái này những năm tháng đó dạy tôi cách sống. Làm sao mình luôn luôn mang ơn đồng đội mình và làm sao mình sống tử tế với quá khứ và với hiện tại để mình viết những trang viết ý, có sức thuyết phục với với bạn đọc và đồng đội mình là người đọc đầu tiên đọc họ tin được ấy, họ đọc tiếp họ không tin được thì họ vứt sách đi thôi đấy vì có rất nhiều lựa chọn hôm nay cho nên là cái điều mà tôi luôn luôn tâm niệm ấy là mình muốn viết được mình phải sống trung thực với quá khứ và với hiện tại và với một tấm lòng tử tế một trong những cái chi tiết mà tôi rất là xúc động ở trong cái cuốn hồi ký của anh đó là cái chi tiết mà anh gặp một cô bé Việt Nam 15 tuổi, một cô bé phải giấu thân phận mình khi mà sống ở đất nước Campuchia không biết rằng nhà minh kịch Đoàn Tuấn sau này có gặp lại được không và biết đâu khi mà cuốn sách này có thể đến tôi được tôi với đó. cô gái. Tôi rất ước mong cái điều đó, những dòng này đến với cô bé Na rừng. Cái đêm hôm đó, cô dẫn tôi đi qua một cánh đồng lúa và đằng kia là cánh rừng đầy trăng sáng. Vì cánh rừng thì chó sói nó su lên nhiều lắm. Và tôi hỏi là Sư Muôi, cô nói là con chó rưng bằng tiếng Việt. Tôi cảm động ôi người Việt Nam, người Việt Nam đấy bị giết nhiều lắm tôi cũng gặp những cái bà má gốc Việt đấy bị đẩy lên miền núi má bảo là má phải nhường tất cả mọi thức ăn của con vật lạ ở trong công xã này cho người khmer nếu mà không nhường cho họ họ tối mình là người Việt Nam mình mình bị giết chết rồi con ạ cô bé này cũng thế cô mang thân phận người Việt nhưng phải giấu đi giấu đi nhiều lắm để cô mới tồn tại được tôi là người học ngữ văn và tôi rất trân trọng tiếng Việt phải đẹp tiếng Việt và đêm hôm đó tôi nghe một cái tiếng Việt ở giữa vùng núi xa xôi ấy trên miệng của một cô bé đã từng giấu thân phận mình là người việt nam để sống và tồn tại tôi cảm động vô cùng cái người việt mình ấy nó là một cái kiếp người nó khốn khổ lắm nhưng họ nhìn thấy vẫn thấy mặt phải của sự khốn khổ này và họ dằn lòng lại vì sao họ vươn lên tôi nghĩ đấy là cái vẻ đẹp vĩ đại của người việt À, xin cảm ơn nhà biên kịch đoàn tuấn về cuộc trò chuyện này và mong tiếp tục à, được đọc những trang viết tiếp theo của anh về đồng đội mình à, về cuộc chiến đã đi qua trong quá khứ ạ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên anh thư thực hiện từ buổi đọc truyện ngày mai mời các bạn theo dõi tiểu thuyết bão táp thành đô của tác giả vũ đức nguyên chào tạm biệt các bạn